Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với anh Pha. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2022, là một phiên vận động mà tương đối là chán nản, là âm ỉ đối với thị trường. Thì hôm nay là một phiên giảm điểm ứng khoảng âm 3,37 điểm. Thì nhìn về cái khối lượng đó, thì chúng ta thấy khá là ít so với 1, 2, 3, 4 phiên trước ha, khá là ít ha. Thì gần như là khối lượng gần như là mất hút từ đầu những phiên sáng, chỉ có khoảng 3-4 ngàn tỷ cho đến 5 ngàn tỷ thôi đó. Thì cái video trước thì đa số các chuyên gia nhận định một cái phiên rút chân này khá đẹp của thị trường, nó tạo ra một cái tâm thế gọi là FOMO. Thì những cái dự đoán sắp tới sau cái phiên rút chân này thì đa số là những cái dự đoán khá là tích cực đó, khá là tích cực, khi mà ai ai cũng hy vọng rằng sẽ có những cái phiên bùng nổ về dòng tiền, về cái biên độ. Nhưng hôm nay tạo lập lại là ngược lại như thế, khi mà cho cái dòng tiền vào cái thị trường chứng khoán nó mất hút đi, nó không còn nữa, và nó rất là thấp so với các phiên trước. Và một cái phiên hôm nay cái biên độ vận động nó cũng không có gọi là mấy là khả quan ha. Nhìn về một số ngành đi, về dòng băng thì nó đã có những phục hồi khi mà những cái mã băng này nó đã vào những cái vùng quá bán đó, thì nó đang tạo cái sự cân bằng trở lại quanh những cái vùng nền trước đó. Ví dụ như một số cổ phiếu như là ACB, thì nhìn chung những cái mã ở ngành băng thì chúng ta vẫn có thể cầm tiếp thôi đó. Nó đang tích lũy lại những cái vùng nền trước đó sau những cái phiên rẫy, thì chúng ta cần phải, đa số các mã ở dòng băng cần phải tích lũy lại và chờ yếu tố kỳ cung. Chờ yếu tố kỳ cung đi thì sau đó sẽ có những cái giai đoạn tiến vào những cái giai đoạn vĩ mô mới, những cái giai đoạn khả quan hơn, khi mà có thể là chiến tranh nó sẽ kết thúc đi và lạm phát được kìm hãm lại, thì lúc đó nó sẽ khả quan hơn đối với dòng băng ha. Còn anh chị nào mà cầm những cái mã dòng băng ví dụ như ACB, BIDV đó, hay là CTG, hoặc là MB, MS, OCB, hoặc là FTP, Techcom, Vietcom, thì anh chị mình vẫn yên tâm mà cầm nắm ha. Nhìn nhận một số mã bất động sản thì tất nhiên đây là những cái giai đoạn sau khi ở cái giai đoạn trước đó, thì những cái mã bất động sản này nó chạy rút chân, nó chạy nước rút rất là kinh khủng, chạy nước rút rất là kinh khủng, và nó tạo ra một cái xu thế gọi là cái gì anh chị, gọi là FOMO theo đó. FOMO theo sau khi mà nó rơi về và nó quay trở lại, nó tăng tiếp, thì ở cái giai đoạn này đó, những cái nhà đầu tư FOMO theo cực kỳ nhiều và kỳ vọng vào cái mảng bất động sản nó sẽ phát triển hơn đó vào một cái quý sau, vào năm nay. Nhưng mà có những cái yếu tố về thông tin bắt bớ của Tân Hoàng Minh, quýt còi đã ảnh hưởng rất là tiêu cực đến thị trường bất động sản, khi mà họ bị bắt với những tội danh như là thao túng giá cổ phiếu ha, và làm giá những cái bất động sản ở Thủ Thiêm đó. Thì nó nhìn chung nó gây ra một cái sự tiêu cực đối với cái mảng bất động sản ha anh chị ha. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều là những cái cổ bất động sản á nói chung và những cái mảng bất động sản nói riêng, thì đất thì không thể sinh ra, anh chị hiểu không? Một cái vấn đề là đất nó không thể sinh ra được nữa, con chỉ có con người mình mới sinh ra thôi, đất nó không thể sinh ra được nữa. Và khi mà anh chị mình đã đổ một lượng tiền lớn vào đó, mình đầu tư với những cổ phiếu bất động sản, thì trước tiên thì chúng ta phải lựa chọn những cái cổ phiếu nó gọi là nó có uy tín ở trên thị trường đó, nó có sức mạnh ở trên thị trường, dòng tiền cơ bản nó có, nội tại doanh nghiệp nó có, quỹ đất nó có, nợ trên vốn chủ sở hữu nó thấp đó, thì anh chị mình hãy đầu tư vào đó. Và khi mà trong giai đoạn này nó chỉnh thì anh chị mình cứ để đó thôi, chúng ta hãy đặt tâm thế của chúng ta làm nhà đầu tư thì chúng ta cứ giữ tiền ở đó, chúng ta để đó không vấn đề gì cả, không phải bán ra gì cả. Nhưng đó với những cổ phiếu đầu cơ như là sale hoặc là dip hay là flc thì anh chị mình, hoặc là con hút này như thế này đó, là anh chị mình cũng có thể suy nghĩ đến cái việc khi mà nó hồi thì anh chị mình có thể thu hồi vốn. Còn khi mà anh chị đã tham gia với những cái cổ phiếu bất động sản khác, ví dụ như là Nhà Từ Liêm hoặc là Nam Long, Novaland hay là Sam hoặc là Khang Điền đó, Khang Điền, thì anh chị mình vẫn cứ vô tư ha, hoặc là Hưng Thịnh nè đó, anh chị mình vẫn cứ vô tư. Em không có đoạn này thì không không có cần phải mở cái biểu đồ kỹ thuật của những cái con bất động sản nên làm cái gì cả, khi mà đa số nó đều giảm cả. Nhưng anh chị hiểu cái chu kỳ của bất động sản thì nó sẽ rơi vào quý 3, quý 4 hoặc là đầu quý 1 đó. Nhưng lúc đó thì những cái báo cáo tài chính của nó sẽ được làm rất là đẹp đó, thì lúc đó
hiện tại thì chúng ta không phải bán làm gì. Khi mà có thể là chúng ta bán, chúng ta thu hồi vốn ở cái mảng bất động sản ra, chúng ta đánh vào cái ngành khác như là chứng khoán, thủy sản, điện, dệt may, vân vân, thì anh chị mình cũng chưa chắc có thể là nó làm những cái ngành đó, có thể làm tăng cái nguồn vốn của mình lên, nó làm cho nảy sinh ra cái lợi nhuận, mà có khi nó lại còn rủi ro. Thì tốt nhất là chúng ta nên yên vị, tại vì quý hai gần như là đã kết thúc rồi, và nó đang chuẩn bị xuất hiện những cái báo cáo tài chính rồi, những cái mã cổ phiếu, và chúng ta chuẩn bị đón chào quý 3 và quý 4. Thì đây là những cái quý của bất động sản anh chị ha. Đó, thì hiện tại trên thị trường thì cái nguồn cung bất động sản đối với những cái phạm vi mà bình dân và thấp gần như là nó đã không còn nữa, nó chỉ tập trung cho vùng trung thôi đó. Cho nên là tìm một cái bất động sản thì nó rất là khó, anh chị phải hiểu điều đó. Và khi mà tìm cái bất động sản khó như thế thì cái giá cả bất động sản tất nhiên nó sẽ tăng đó, thu nhập của người dân nó phải tăng lên để nó có được những cái bất động sản đó. Thì cái đó, những cái mảng bất động sản thì nó sẽ hưởng lợi đầu tiên thì ha đó. Và nhìn về cái mảng chứng khoán thì chúng ta có thể thấy khi mà nó đã rơi về những cái vùng biên độ gọi là quá bán của nó, cái RSI nó đã quá thấp rồi, thì những cái mảng này, video trước em cũng đã nói với anh chị những cái mảng chứng khoán này vào đúng cái video ngày hôm qua luôn, cái video ngày 3 tháng 7 em cũng có nói, khi mà anh chị mình đã lỡ tham gia những cái con cổ phiếu về, như là thí dụ như là con HCM nè đó, con ORS hoặc là SSI hay là VND, BCI, mà anh chị mình đang phải gồng cái khoản lỗ khá là nặng khi mà nó rơi vào 30 đến 35 40%, thì anh chị mình cứ yên vị ở đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà nó rơi vào những cái vùng biên độ quá bán như thế thì tất nhiên tạo lập nó sẽ đánh lên cho chúng ta những cái phiên hồi kỹ thuật, khi mà nó sẽ tăng có thể là 2 3 4 phiên trần như thế để anh chị mình thoát hàng ra đó. Khi mà anh chị phải hiểu một điều rằng khi mà cái thanh khoản nó mất hút thì tất nhiên những cái công ty chứng khoán không thể nào mà sinh ra được cái khoản lãi trong cái giai đoạn như thế này, trong cái giai đoạn từ tháng 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 tháng, tháng 2 tháng 3 đó, ở đây khi mà tháng tháng 2 tháng 3 khi mà thị trường nó sập thì cái thanh khoản càng yếu đi, thì cái thanh khoản yếu đi thì không có ai mua bán thì tất nhiên là nó không có nảy sinh ra cái phí, không có cái phí đó thì cái thu nhập của công ty chứng khoán nó sẽ không có. Cho nên là có thể là những cái báo cáo tài chính của những cái mảng chứng khoán vào quý 2 này của các công ty chứng khoán thì nó sẽ không có được mấy là tích cực. Đúng. Nhưng mà hổng gà thì nó có cái thông tin là giao dịch T2 hoặc là T cộng 2 hoặc là T cộng 1.5 đấy anh chị đó, hoặc là T cộng 2.5 thì nó cũng gọi là khá là tích cực cho những cái ngành chứng khoán. Nhưng mà cái tin thì là tin thôi, để họ vận dụng cái media để họ đánh lên thôi, nhưng mà anh chị phải hiểu một điều là chưa có áp dụng vô và thanh khoản nó vẫn là mất hút, thì chúng ta không có nên mua và không nên đụng tới cái mảng chứng khoán nữa, ha. Chúng ta chỉ đợi thôi, đợi nó hồi lên rồi chúng ta xả ra, chúng ta yên vị, chúng ta đợi thị trường nó cân bằng lại, chiến tranh nó ổn định lại, giá dầu thấp xuống, lạm phát được kềm lại, thì lúc đó chúng ta hãy đầu tư sau ha đó. Còn khi hiện tại mà anh chị đã cầm được tiền ra thì anh chị hãy nhắm tới những cái mảng ngành nó tốt hơn, hoặc là anh chị đem tiền ra để đầu tư những cái mảng ở đời sống khác để anh chị kiếm thu nhập thay vì bỏ tiền vào chứng khoán ha. Thì cái mảng trụ bảo hiểm hôm nay tất nhiên điểm đỏ là một phần cũng do trụ rồi đó, một do trụ, và đặc biệt là hai con là HPG và MWG vậy ha. Thì khối ngoại xả khá là kinh ha, cái này khối ngoại xả cũng khá là kinh. Thì tất nhiên có một người mua thì tất nhiên là phải có một người bán, thì khi đó nó mới hình thành cái lệnh, và hôm nay thì nó đã rơi về những cái vùng nền trước đó, vùng nền với hùng hỗ trợ trước đó. Khi mà cổ phiếu nó tăng thì chúng ta cứ yên vị thôi đó, chừng nào mà nó thủng luôn vùng nền, chừng nào mà thủng thủng luôn vùng nền, ví dụ như ở khoảng này nó mà thủng luôn cái này thì chúng ta mới lo. Hiện tại nó đã trở về những vùng nền thì đoạn này chúng ta có thể mua vào thêm ha, mua vào để tham khảo thêm ha. Khi mà những cái lượng hàng nó, những cái tổ chức nó vào thì vẫn còn ở trong đây, nó mới thoát một cây rồi thôi, còn những cây như thế này nữa thì nó không thể thoát liền được. Thì chúng ta xem như thế nào vận động ngày mai ha. Khi mà giá trị cổ phiếu nó rơi về đây mà thanh khoản nó vẫn thấp thấp như thế này thì chúng ta phải xem xét, chúng ta mở rộng ra cái bể danh mục của chúng ta, chúng ta có thể thêm con màu chất giò vào ha. Đó, thì dòng chủ chung là như thế thôi. Bây giờ một cổ số cổ phiếu như nó thế giới số này, thế giới số này đây, nó rơi về những vùng hỗ trợ trước rồi, và chúng ta phải đợi xem thanh khoản ha. Cái cây thanh khoản mà này khá đẹp mà đó, hôm nay cây thanh khoản khá đẹp, ngày mai mà nó rơi thêm nữa, nó rơi về đây nữa, nó rơi về những cái vùng như là bao nhiêu đây, nó rơi về đây nữa, ví dụ một cây sàn nó thanh khoản nó không có thì anh chị mình có thể là anh chị mình vào với con này ha, FPT ha, FPT giảm không không biên độ dao động lớn nhưng mà thanh khoản không có rồi, thanh khoản không có rồi,
Đó thì chúng ta đợi đây, đợi về 84 chúng ta phải giải ngân thêm ha. Khi mà đây là những cái điểm mà nó break out cổ phiếu đầu tiên thì trở về đây thì nó sẽ có được một cái ngưỡng hỗ trợ, một cái tiềm lực hỗ trợ của tổ chức dòng tiền hoặc là đội lái, thì chúng ta sẽ xem xét ở đây chúng ta thể giải ngân. Khi mà hôm đó cái lượng lệnh này, cái bên mua chủ động là nó lớn thì anh chị mình cũng có thể xem xét vào hệ FPT ha. Đó, FRT nhìn FRT một tí ha. FRT thì cũng như FPT thôi, đây rơi về những cái vùng hỗ trợ trước đó, rồi trước khi những cái điểm mà nó break đầu tiên lên, nó kéo nó chạy nước rút con FRT này, thì bây giờ nó rơi về những cái vùng trước đây, và hiện tại chúng ta nên xem xét cái vùng 80 ha. Vùng 80 chúng ta phải xem xét vào cổ phiếu này. Đây chúng ta kéo dài qua đây một tí đó, đây là những vùng mà cổ phiếu nó sẽ được tạo lập họ đỡ giá ha, mà khi mà cái lượng cung nó không có như hôm nay thì chúng ta có thể xem xét ha. Ok, Vinhome thì nó chỉnh thôi, nó nằm trong mảng bất động sản hôm nãy mình có nói rồi, những con này nó chỉnh thôi. Những con mà hôm qua thì nó rõ điểm thì hôm nay nó xanh điểm. Vinamilk thì một cái con cổ phiếu này hôm qua mình cũng có nói luôn, khi mà nó mua hàng test hai đáy và nó đánh cái hình vòng cung, thì anh chị cũng hiểu khi mà nó đánh hình vòng cung thì cổ phiếu nó phải rất là khỏe, nó đi ngược lại thị trường và cái tiềm lực của cổ phiếu nó cũng rất là khỏe, thì nó mới có thể gọi là nó đánh vòng cung được đó. Thì anh chị mình kẻ một cái đường trend line, mình đã đau trend ha. Đây thì hiện tại nó break out được rồi, nó break out được rồi thì nó chạy nè, anh chị thấy không? Khi mà nó đã break out được cái đoạn down này rồi, là cái cây này đó, cái cây tăng này, thì nó đã quay về nó test một tí ha, nó đã quay về nó test một tí, rồi nó đánh khá hay đối với con này, nó quay về nó test ở đây một tí này, và test thành công là có lượng cực kỳ thấp nè, rồi hiện tại nó bay tiếp đó, thì con này nó không quay về nó test rồi thì chúng ta bỏ nó nha, bỏ nó nha, để nó cho nó chạy tiếp đi, nó chạy tiếp đi, tại vì không còn điểm mua nữa, để phải chấp nhận thôi. Là nếu mà chúng ta vào của Vinamilk lần nữa thì giá nó quá cao thì nó rủi ro đấy, thì có thể là không biết là có đánh về không, hay là đánh lên luôn hay không, nhưng mà khi mà vào tại những thời điểm này với cái những cái mức giá này và có lượng tăng khoản như thế thì cũng khá là rủi ro ấy. Nếu mà vào thì vào từ những cái cây mà giảm, những cái cây như thế này, những cây mà thanh khoản nó cực kỳ yếu như thế này, cây này rất là đẹp luôn, một cái cây ngày 23 tháng 6 rất là đẹp luôn, thanh khoản cục lúc và biên độ hoạt động cực kỳ hẹp, đây là một gọi là một cây đêm mình ba trong quá trình đi lên của cổ phiếu ha, hoặc cũng thể gọi là cây test test cung, khi mà lượng cung không có thì biên độ dao động cực kỳ thấp ha, chúng ta xem xét vào. Đối với dòng chủ các loại bảo hiểm là như thế, dòng dầu đi, dòng dầu thì ba bốn con này nó tăng thì tại sao, thì tại vì đoạn trước cũng không không có tăng như những con như thế này, và hiện nay thì nó tăng để nó cân bằng lại, và ngành dầu tại sao bữa nay bị giảm điểm thì tất nhiên là do giá dầu sắp tới, chính phủ của chúng ta đã đưa ra những cái đề xuất lên với quốc hội khi mà giảm giá thuế dầu đi, giảm giá thuế xăng dầu đi ha, nhớ luôn khoảng 1.000 đồng đó, mặt bằng chung là khoảng từ 700 đồng đến 1.000 đồng đối với dầu xăng nhớt ha, thì khi đó giá dầu nó sẽ giảm, giá dầu nước sẽ giảm, thì giờ thế giới thì không biết làm sao đó, nhưng mà anh chị mình chắc chắn đổ trước thì có một số anh chị mình đã lại ở cái dòng cổ phiếu dầu rồi, thì chúng ta cũng nên chốt lãi và đi ra đó, chúng ta đợi thêm ha, chờ đợi thêm ha. Ví dụ một số cổ phiếu thì nó cũng đang cân bằng thôi, thì khi mà anh chị mình muốn vào với ví dụ như con bé này, anh chị muốn vào thì cũng phải đợi về nó quanh 30, quanh 50 ha, những vùng nằm cứng trước đó quanh 30 nè, còn hiện tại thì nó giao dịch khá là lỏng lẻo ha, kiểu con oi này đi, con oi này mới đang tăng giá nè, nhưng mà nó cũng trong một cái biên độ dao động vùng nào trước đó thôi. Đây đó, ví dụ chúng ta mua con oi thì chúng ta mua quanh 11, chúng ta phải đợi cho nó rất là thấp, khi mà nó đã có những cái vùng nền trước đó rất là thấp thì anh chị mình hãy vào nhé, một hai ba bốn bốn cái đáy mà nó tạo ra để hỗ trợ cái con oi này, thì khi mà giá nó về đây thì anh chị mình phải xem xét giải ngân ha, còn giá hiện tại nó đang lưng chừng quá thì chúng ta kệ đi, ai có lãi thì cứ canh mà chốt, còn ai mà còn cầm tiền ở ngoài mà đợi tham gia dòng dầu thì chúng ta hãy đợi thêm ha, chịu khó đợi thêm một khoảng thời gian ha, mua cho nó an toàn, tối nó ngủ cho ngon một tí ha. Dòng phân bón thép thì hôm nay có sự hồi phục đó, thì nó cũng như dòng chứng khoán vậy thôi đó, dòng phân bón thép thì nó đã cũng rơi về những cái vùng gọi là quá bán, hồi phục nhẹ thì cũng là phần nào nó giúp cho tinh thần của chúng ta đỡ một tí ha, và đối với những cổ phiếu mà đoạn trước nó chạy kinh quá đó chị, còn X2 này mà gần X2 này 80 70 mà lên 140 là gần X2 là, đối với những con này nó chạy quá là kinh luôn, thì hiện tại nó chỉnh khá là nặng ha, và khi mà cái biên độ dao động nó càng ngày càng tăng bởi khối lượng nó, thì nó cứ đều đều như thế này thì cũng khá là nguy ha.
anh chị mình thí dụ như cầm con này mà mua ở những cái thời điểm này có lãi thì chúng ta nên chốt lãi thôi, khi mà cổ phiếu nó ví dụ như anh chị mới giải ngân thì đợi về đây một tí ha. Đó, khi mà nó break điểm break đầu tiên nè, và một hỗ trợ, hai hỗ trợ nè, ba hỗ trợ, bốn hỗ trợ, năm hỗ trợ nè, đợi về đây một tí ha, xem cái khối lượng lúc đó nó có cạn kiệt chưa, cạn kiệt chúng ta thì giải ngân số vốn thì chúng ta lấy vị thế con này chúng ta xem xét như thế nào ha. Còn hiện tại thì không nha, anh chị có hàng thì cứ chặn lãi thôi. HBG giảm điểm nhưng mà nó cũng loanh quanh này tạo cái nền anh chị, và lượng lượng cung ngày càng yếu nè. Đây là một cái tích cực đối với HBG, cũng không phải là tiêu cực đâu, khi mà nó đang tạo những cái vùng nền đấy, ba bốn cây này thì nó tạo cái nền là chứ nó chưa có thủng lắm ha, đây như thế này đó, thì hy vọng nó sẽ một giai đoạn quanh đây, quanh 22, và lượng lượng cung ngày càng cạn kiệt. Ví dụ như trước đoạn đó khi mà cổ phiếu nó muốn đánh lên đó, nó tạo một cái nền như thế này nè, lượng cung ngày càng cạn kiệt, là những cái cây volume này nó càng ngày càng thấp, nó thấp đi nè đó, thì sau đó sẽ đọc dòng tiền sẽ vào, dòng tiền sẽ vào như thế này đó, thì nó đột biến về cái lượng thanh khoản và cái biên độ dao động của cổ phiếu nó càng tăng lên, thì lúc đó cổ phiếu nó sẽ chạy ha. Đó, về mảng phân bón khác thì thế thì sản điện dệt may thì như em đã nói ở cái video trước đó với anh chị mình, khi mà những cái mảng này nó đã tăng ở giai đoạn trước, ví dụ như con gì EG ha, đó khi mà thị trường down thì nó phục hồi, thì bây giờ thị trường nó phục hồi vậy nó có những điểm cân bằng, thì những con này nó phải down nó trả điểm lại cho nó cân bằng chung với thị trường ha. Nói chung là những con này và mặt bằng chung của thị trường thì nó sẽ đánh rất là lung tung lộn xộn, nhưng mà nó quy chung về thì những con nào ví dụ như đoạn trước nó tăng ngược lại với thị trường thì bây giờ nó cũng làm ngược lại với thị trường, khi thị trường hồi phục thì nó sẽ giảm điểm, và khi thị trường giảm điểm thì nó sẽ hồi phục ha anh chị ha, nó luôn luôn tạo một sự cân bằng ở trên thị trường á. Thì anh chị có hiểu một điều mà khi hiện nay thị trường nó đã tăng tăng lại rút chân và nó đang tạo những cái điểm cân bằng, thì những cái con này độ trước nó tăng thì bây giờ nó phải giảm điểm để trả điểm lại với thị trường anh chị ha. Đó, tại vì khi đoạn trước ai cũng giảm mà bây giờ mà lúc đó nó tăng thì bây giờ nếu mà tăng nữa thì không công bằng đúng không, tại vì đa số 80% cổ phiếu phải vận động theo thị trường anh chị ha, à lập nó muốn như thế là nó sẽ như thế, chúng ta không thể chối cãi nào được, mặc dù là các quý nó tốt đi thì chăng nữa thì nó cũng phải vận động chung với thị trường anh chị ha. Về cái mảng đầu tư công nó đang khá là đẹp ha. Đó thì hồi hôm qua đó, hôm qua cũng thế, hôm qua cái đoạn mà cái ngày mà 1 tháng 7 khi mà thị trường rút chân thì những con này nó bị giảm thì bây giờ nó trả điểm lại đó, nó tạo một sự rất là công bằng. Thì quy chung lại cái chiến lược của chúng ta thì phải đợi thị trường nó vận động thêm và xem như thế nào anh chị ha. Đó, phải đợi cái ý chí từ tạo lập, từ đội lái họ đánh cổ phiếu lên, và lúc đó thì chúng ta phải sẽ xem xét thêm ha. Còn hiện tại thì đa số mặt bằng chung những cái ngành thì nó có tăng có giảm, thì đoạn trước mã nào giảm quá thì bây giờ tăng, mã nào tăng quá thì bây giờ giảm, nó cũng công bằng cả thôi. Và chúng ta đặc biệt là chúng ta phải lựa những cái mã mà nó nhắm đến quý 3 ha anh chị ha, như là bất động sản này, bất động sản này, hoặc là đầu tư công cũng gọi là ok đấy, khi mà những cái dòng tiền nó giải ngân cũng sắp xong ha. Mảng băng cũng như thế này, mảng băng thì đoạn trước nó tích lũy rất là tốt đó, ba cái mảng mà anh chị có thể chú ý tới ha. Thì video của em hôm nay cũng dài rồi đó, em xin cảm ơn anh chị mình đã xem video của em đến giờ này, và những video của em mà nó có hỗ trợ anh chị về cái mặt mà kiến thức hoặc là hiệu quả trong quá trình đầu tư của anh chị thì chúng ta hãy giúp em để lại một phần like, một phần comment, một subscribe kênh, đó là những động lực của anh chị giúp em làm những video sau tốt hơn. Xin cảm ơn anh chị.